Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình nhá. Hôm nay mình chơi 6 từ kia tổng hợp đây. Đầu tiên mình chơi Hello Neighbor chưa này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào game này. Và rồi chúng ta đã thêm một quả bóng. Chúng ta sẽ cùng xem đoạn trailer này nhé. Vậy thì ông ấy đã để chìa khóa trên đây rồi. Thôi sao mình sẽ đi giải cứu cho cậu bé nhé. Ông ấy không biết đang làm gì nhỉ? Ok, phá cái cánh cửa vào, chui vào trong ấy nhá. Đổi nốt cái kính này luôn. Ông ấy lại ra đây chặn mình rồi. Bây giờ mình sẽ chờ ông ấy vào trong nhà và bắt đầu đi ấy thôi. Ok, bắt đầu hành động thật là nhanh luôn nhá. Khóa chúng ta để đâu nhỉ? Đây. Không vỡ kính à? Rồi, ok.
rồi, đổi đi nào. Ô ô. Nên như chúng ta là chiếc con nó sẽ rất là nhanh luôn. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. À, sẽ phải đây lấy chìa khóa nhờ. Cái gì vậy? 7. Ồ, đây là thứ đằng dưới đây các bạn. Okay. Có một lần tránh cửa ra nhỉ? Ôi, chạy thôi, ôi sò. Đang đùa mình rồi. À, đây này. Thôi mình sẽ gây ấn tượng cho nó để xuống đây nhé. Úi giời, úi giời. Bánh xì kìa. Úi giời. Mình có rất là nhiều đạn luôn, mình không sợ nó đâu. Ok, mình sẽ chịu qua game tiếp theo nhé. Đây, qua game này đi. Mất một tim.
Ơi khó khăn nhỉ. Ok, mình đã chiến thắng rồi. Ok, sẽ chụp qua level tiếp theo nhé. À, trước tiên sẽ phải xử lý nhà này đã nhờ. Chúng ta sẽ bắt đầu level 31. Ôi có vẻ khó khăn, ô mất một tim rồi. Cái con này dám cắn mất một tim của mình. Ok, chiến thắng rất là đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. Slender. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm những tập bản đồ kho báu. Rồi ok, bắt đầu đi chiến đấu nào. những tấm bản đồ kho báu đang được cất giữ lung tung. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm kiếm mọi thứ nha. Oh yeah. Hoàn cảnh rất là kinh khủng luôn. Chưa thấy gì, vẫn chưa thấy hiện tượng gì luôn. Mình sẽ theo nhà ra nhá. À đây rồi. Ô nằm đâu nhỉ? À đây. Rồi đây tấm bản đồ đầu tiên. Mình sẽ quay trở lại đây. Oh, tấm bản đồ thứ hai chúng ta xuất hiện rồi. Tiếp tục đi thôi. Mình sẽ theo ra. Ô, tấm bản đồ thứ ba đã xuất hiện rồi.
Ừ, ngoài cây to chưa kìa. Ôi trời, cái chạy đi đâu nó. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua game của Zani nhé. Rồi, hiện tại mình đang ở trong một căn nhà ma đây. Mình sẽ đi tìm tất cả mọi thứ để thoát ra khỏi con nhà ma này nhá. Bà vẫn đang đuổi mình. Rồi, ok, không sao hết. Rồi, một bình ắc quy này. Bài không tha cho mình luôn. Ok, một bình xăng. Kìa kìa kìa. Ôi xòi. Cho không có gì nhỉ. À, còn quạ. Chúng ta được một cái buzi này. Không biết trong này có gì không nhỉ các bạn nhỉ? Ôi, hộp quả dưa. Ôi, tí thì bị chết rồi. Quả đấy gì không? Đó. Vẫn đang đuổi theo mình kìa. Boom.
Ok, mình sẽ chuyển qua game cuối cùng, nó chỉ là game Hello Neighbor. Game có vẻ và rất là lâu ạ. Ồ, một cô bé đã dám trứng. hai anh em đang nô đùa với nhau rất chi là vui luôn. Wow, chạy nhanh quá nhờ. Tên anh trai của mình cứ đuổi theo mình đâu. Rồi. Chiến thích cao nhớ bạn nhờ. Giờ mình sẽ đợi thằng này đi xa thật xa nhá, còn mình mới bắt đầu ăn cắp báu vật. Đấy các bạn có thể nhìn thấy nó đang rất là gần luôn. Đi ra nào. Ô nó không đi nhờ. Bây giờ mình ra là bị chết luôn á. Thằng này. Ôi, mình có lẽ là thôi.
Rồi mình sẽ dựng clip ở đây, các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye bye các bạn và thank you các bạn rất là nhiều.